Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Sushin Barcelona superstar Jun, first game, Sushin to stop, lock all. Và trong ván đấu đầu tiên thì tỷ số đang là 2-1 nhưng về vận viên của Italy. Và vừa rồi chúng ta được nhìn thấy một pha giật bóng rất mạnh của Fusin và quân mình tỷ số là 2-2 ở trong ván đấu này. Tốt. Một trái tay không thành công của Fusin trong trận đấu vừa rồi. Cách biệt là 2 điểm dành cho Fusin. Và tại giải đấu năm nay thì Fusin và Trang Meng đã để thua ở nội dung đôi nam nữ buổi sáng ngày hôm nay, rất bất ngờ khi mà cặp đôi của Fusin và Trang Meng đã để thua. Thấy sự chủ động hoàn toàn của Fusin ở trong ván thi đấu đầu tiên. Pha giật trái tay đầy tự tin của Fusin ở trong pha bóng vừa rồi. Được là 3 điểm. Fusin ở trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta thấy một tình huống bất ngờ di chuyển của Fusin và ngay lập tức anh đưa bóng về góc trống. Khi mà anh đã nhìn thấy Midun quay chân định né dập trong tình huống vừa rồi. 4-6-2 dành cho Fusin. Ở ván đấu đầu tiên thì chúng ta được thấy những pha giật trái khá nhiều của Fusin ở trong ván đấu này và giành được rất nhiều điểm số. Phần lớn điểm số của Fusin giành được nhờ những pha giật trái, một điều rất bất ngờ. Giật bóng thuận tay của mình nhưng lực bóng của anh quá nhẹ và đã tạo cơ hội cho Fusin có thể đẩy bóng một pha bóng không khác gì là giật trái của Fusin. Pha giật trái của Fusin của tay vợt chủ nhà trong ván đấu đầu tiên, cách biệt là 7 điểm rồi, 29 dành cho Fusin của Trung Quốc. Và chúng ta còn nhớ trận đấu ở vòng 1/16 tại giải vô địch thế giới vừa rồi thì Fusin đã đẩy thua rất nhiều. Chúng ta biết đó là trận đấu ở vòng 1/32. Rất lâu rồi chúng ta không được nhìn thấy Fusin. Nước của mình thì sẽ tỏa sáng và giành được một chức vô địch tại giải đấu năm nay.
được thấy 5 pha giật trái của Sushin ở trong pha bóng vừa rồi. Một pha không khác gì đánh cặp của hai cầu thủ. Một người giật và một người chặn. Tỷ số đang là 4-10 dành cho Sushin và có đến tận 6 game point. Rất nhiều cơ hội để cho Sushin có thể kết thúc trận đấu này. Vừa qua và cuối cùng là một pha giật bóng đường chéo đã giúp cho Sushin giành được chiến thắng với tỷ số là 11-4. Cực kỳ nhiều những pha đối bóng đối giật xa bàn của cả. Và 3 điểm số đã dành cho Yuzuzadi của Nhật Bản. Đáng tiếc là một bàn rất nhanh của Yuzuzadi nhưng mà đã không thành công. Và bắt bài sở trường của Yuzu. Hai tình huống đánh trái và xoay ra ốp đờ mi rất nhanh của Sushin. Xin lỗi quý vị của Yuzuzadi nhưng mà đã không thành công. Điểm số đầu tiên dành cho Sushin của chủ nhà Trung Quốc. Ngay sau trận đấu này sẽ là trận đấu của Ma Long và Kokiniwa. Thưa anh Tiến Nguyễn Mạnh. Nếu như mà anh mà bắt bóng không tăng lực, anh hãm lực như vậy thì rất khó để có thể có một pha bóng tốt trước Sushin. Nếu như vận động viên nào mà giành được chiến thắng ở trong
trận đấu này thì sẽ gặp Timbuktu ở trận đấu tiếp theo, thưa quý vị. Điểm rồi, 9-5 dành cho Sushin. Vẫn là một thế trận lấn ướt hoàn toàn của Sushin ở trong trận thứ hai này. Và những năm trước đây chúng ta được theo dõi và được xem những trận đấu vô cùng đẳng cấp của cả hai nhân vật. Mỗi khi gặp nhau, rất nhiều những pha bóng bền bỉ và phòng thủ xa bàn, và chúng ta phải kể đến cả những tình huống đối giật rất nhiều của cả hai nhân vật. Và trong trận đấu này chúng ta cũng được chứng kiến tình huống như vậy. Và chúng ta cùng quay trở lại với cả trận đấu. Đây là ván đấu thứ hai. Sushin đang thi đấu cực kỳ thăng hoa ở trong trận đấu này trước Mizun Tanizun của Nhật Bản, đã vượt lên dẫn trước 2-0. Và đây là ván thi đấu thứ ba, thưa quý vị. Nhưng pha giật phải càng phải của Mizun đang không hiệu quả. Anh có cơ hội nhưng anh lại không tận dụng được cơ hội dành cho mình. Điểm số đầu tiên tiếp tục dành cho Sushi. Rất nhanh của Sushin. Như thường lệ thì Sushin sẽ xoay người ra né giật.
Nhưng trong trận đấu này thì anh giật trái khá nhiều và đang thành công với chiến thuật đó của mình. Như tôi đã nói thì liên tiếp là những tình huống giật bóng của Mizun, nhưng mà Sushin đã bắt bài và anh không hề chặn lại với những tình huống giật đó của Mizun mà anh còn giật lại. Sushin đang chiếm thế trận hoàn toàn ở trong trận đấu này. Và ngay sau trận đấu này thôi, thưa quý vị, sẽ là trận đấu của Ma Long và Kopiniwa. Một trận đấu tiếp tục là một trận đấu của hai tay vợt Trung Quốc và Nhật Bản. Và chắc hẳn rất nhiều những khán giả đang mong chờ được nhìn thấy Ma Long thi đấu. Thần tượng của rất nhiều những khán giả, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Giật bóng rất mạnh và Mizun không thể nào mà phòng thủ được ở những tình huống như vậy. Và chúng ta thấy những tình huống lắc đầu đến từ Mizun. Giật bóng thẳng về phía trái tay của Mizun. Cách biệt lại là 4 điểm rồi. Và chúng ta thấy Mizun rất ít khi tấn công. Và 2 năm dành cho Mizun một pha giật bóng ép sâu về trái và đã thành công. Nếu như Mizun giật về bên phía tay phải, càng phải của Sushin, là ngay lập tức anh sẽ bị dính những tình huống giật rất mạnh đến từ Sushin. Sáu hai dành cho Sushin rồi. Sushin đang đánh quá tốt ở trong trận đấu này. Anh gặp rất ít lỗi. Liên tiếp là những tình huống ép sâu và bắt cho Mizun phải lùi ra để phòng thủ. Thì từ 2 đến 3 pha bóng là Sushin đã kết thúc đường bóng của mình rồi. 7-2 dành cho Sushin. Chúng ta thấy một sự bế tắc của Mizun ở những tình huống bóng như vậy. Rất khó, nếu như Mizun mà cứ thi đấu như vậy, rất khó cho Mizun ra đi có một kết quả tốt ở trong trận đấu này trước Sushin. Và chắc chắn nhiều người sẽ có suy nghĩ rằng trong trận đấu này thì Sushin sẽ giành được một chiến thắng dễ dàng. Khi được cầm giao bóng có lợi thế để chủ động, nhưng mà chúng ta thấy gần như đó là điều bất lợi dành cho Mizun. Anh giao bóng bị hơi dài và thò ngay lập tức. Sushin xoay người ra né giật rất mạnh. Những tình huống quăng bom vào bàn đến từ Sushin. Và 9 năm dành cho Mizunani, khác biệt thì rất là sẽ còn là 4 điểm ở trong ván thi đấu thứ 3 này. Và tiếp tục bây giờ là game point dành cho Sushin ở trong ván thi đấu thứ 3 này, thưa quý vị. Và quý vị hãy tiếp tục chia sẻ những đường link trực tiếp của chúng tôi. Ngay sau trận đấu này thôi, sẽ là trận đấu của Ma Long, thưa quý vị. Ma Long và Kopiniwa.
để cho đông đảo người hâm mộ bóng bàn trên nước được theo dõi những trận đấu đỉnh cao, những vận động viên hàng đầu thế giới. Và đó cũng là một cách để ủng hộ cho ekip của Sport TV chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và vừa rồi chúng ta được chứng kiến một pha bóng rất mãn nhãn của cả hai tay vợt. Và như vậy là Sushin đã tiếp tục giành được chiến thắng ở trong ván đấu thứ 3 với tỷ số là 11-6 ở trong ván đấu này, và đã vượt lên dẫn trước 3-0 trước Mizutani của Nhật Bản. Và trong trận đấu này thì Sushin đang làm tất cả đều phải bất ngờ với những tình huống giật trái của mình, khác hẳn so với những trận đấu trước. Anh dường như là thi đấu 50-50. Ngay trong quả bóng đầu tiên thì chúng ta lại được thấy một pha đối giật rất hay, và như thường lệ thì người giành được chiến thắng đó chính là Sushin. Ở trong pha bóng vừa rồi 26 lần chạm vợt của cả hai tay vợt và rất nhiều những tình huống đối giật, và cuối cùng thì Mizu đánh bất lực với sự bền bỉ và chính xác đến từ Sushin. Một pha bóng đẳng cấp, quá đẳng cấp của hai tay vợt. Không gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta được chứng kiến những pha bóng như vậy của các tay vợt hàng đầu trên thế giới, quá mãn nhãn. Và lần này thì Mizutani đã giành được chiến thắng rồi. Anh đã đánh lừa được Sushin với pha chặn bóng bẻ cổ tay của mình. Sushin đã bị bất ngờ, anh di chuyển hơi sớm ở trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc cơ hội dành cho Mizutani nhưng mà anh đã không thành công từ pha giật trái của mình. 4-3 dành cho Sushin. Và như chúng ta đã được biết là những pha bóng đẹp mắt thì thường gọi tên Sushin. Anh được mệnh danh là ông vua với những pha bóng ảo diệu. Như vậy thì Mizun mới có thể giành được chiến thắng. Và chúng ta thấy Mizun anh đã đánh bóng nhịp sớm hơn.
Usin đã làm quá tốt rồi nhưng cuối cùng thì không thể nào mà phòng thủ được. Jun đã tăng tốc độ ở pha giật bóng cuối cùng của mình. Đúng ngay sau đó thì anh nhận ra bóng hơi dài. Ngay lập tức Usin anh đã tận dụng được với pha giật trái của mình. Tỷ số tiếp tục được cùng mình là 5 đều cho cả hai tay vợt. Và 6-5 rồi. Thì mình đã tận dụng được tốt cơ hội của mình. Và trong pha bóng đó khá nhiều những tình huống giật trái của Susi. Và đó là một chiến thuật bất ngờ của anh dành cho đối thủ ở trong trận đấu này. Vâng, và đã có khán giả đã bảo là Mizun anh đeo kính đi. Và chúng ta đã được biết là những trận đấu gần đây thì chúng ta đã được nhìn thấy Mizun đeo kính. Và đó là kính cận. Và đã có khán giả comment là Susin anh hãy đeo kính vào đi để có thể giảm được tốc độ đường bóng đến từ Susin. Một bình luận có thể nói là hài hước của khán giả. 6-4. Một tình huống giật trái rất bất ngờ. Đây là nội dung đánh đơn thưa anh Mai Anh Tuấn. Tại giải đấu năm nay thì không có đánh đồng đội, chỉ có đánh đôi và đánh đơn mà thôi. Đáng tiếc cho Mizun ra đi. Anh đã giật bóng ra ngoài khá nhiều những pha bóng vừa qua. Và 9-6 dành cho Sushi rồi. Xin trả lời câu hỏi của bạn Lê Quang Tùng là chiều nay thì cặp đôi của Ma Long và Quang Trung Quyên đã giành được chiến thắng 3-1 trước cặp đôi của Lee Sang Su của Hàn Quốc rồi. Và bây giờ mới là một tình huống đánh trái thành công. Một pha đánh trái rất khó của Mizun ra đi đã làm bất ngờ trước Susin. Những tình huống đánh bóng ra mang cá như vậy thì Susin mới có thể bất lực được. 7-9 dành cho Mizun ra đi của Nhật Bản. Vâng thưa quý vị, và ngày mai trận đấu sớm nhất mà chúng tôi sẽ quý vị và bạn sẽ trực tiếp đến quý vị và bạn là vào lúc 9 giờ sáng thưa quý vị. Chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ tư với tỷ số là 11-7 trước tay vợt Mizun Tanizun của Nhật Bản. Và chung cuộc thì Susin đã giành được chiến thắng 4-0, một chiến thắng xứng đáng và thuyết phục của anh ở trong trận đấu này. Một trận đấu bùng nổ của Susin. Sport TV Shop số 15 ngõ 1 phố Đông Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sport TV Shop tự hào là một trong những nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Sport TV Shop đã khẳng định được sự uy tín của mình trong cộng đồng bóng bàn khi mang tới những sản phẩm dụng cụ bóng bàn chính hãng, đa dạng, cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch, chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, khi ký khách hàng mua những sản phẩm bóng bàn tại Shop là đã đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của bóng bàn Việt Nam, giúp cho kênh truyền thông Sport TV ngày càng phát triển, có kinh phí để tham gia truyền thông trực tiếp các giải bóng bàn tại Việt Nam và thế giới. Đến với Sport TV Shop, các bạn sẽ tìm được cho mình những sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất.
Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.